Hạ Vi thường xuyên bị chê bai, ném đá nhan sắc, Hà Hồ lại giành được nhiều lời khen. Hai người đẹp đặc biệt bên cạnh Cường Đô La cùng đăng đàn chia sẻ, nhưng nữ hoàng giải trí luôn nhận được nhiều sự chú ý và lời khen ngợi hơn. Nếu như Hồ Ngọc Hà lọt top 5 mỹ nhân có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội theo thống kê công bố vào tháng 3 năm nay, và cho đến hiện tại, cô vẫn duy trì được độ hot ấy, nàng tấm Hạ Vi lại cho thấy sức hút của mình ngày càng giảm đi. Mỗi chia sẻ lên trang cá nhân của nữ hoàng giải trí đều nhận được đông đảo sự ủng hộ yêu thích từ công chúng hơn mỹ nhân vạn người mê. Dù được mệnh danh là mỹ nhân vạn người yêu thích, nhưng mỗi bài đăng trên mạng xã hội của Hạ Vi chỉ lác đác một đôi nghìn người, thậm chí vài trăm người quan tâm. Chưa kể gần đây, chân dài Đức Cảng thường xuyên bị fan hâm mộ chê bai, ném đá nhan sắc là ngày càng đi xuống, trong khi bà mẹ một con Hà Hồ lại giành được nhiều lời khen ngợi. Có thể thấy cả về độ nổi tiếng, sức nóng thu hút dư luận, lẫn sắc vóc, Hạ Vi đều thua tình cũ của Cường Đô La. Thậm chí ngay cả sự quan tâm công khai mà đại gia Quốc Cường dành cho hai người đẹp, nữ ca sĩ 33 tuổi cũng đều nhận được nhiều hơn. Hạ Vi nhận nhiều lời chê. Từ sau đồn đoán xích mích chia tay tái hợp nhiều lần với Cường Đô La, Hạ Vi bị công chúng bắt gặp thường xuyên đăng đàn, đầy ẩn ý mỗi khi đại gia về bên vợ cũ con thơ, quan tâm chăm sóc ngọt ngào. Chân dài Hải Phòng vướng nghi án ghen tuông, đã xéo vợ cũ con riêng của bạn trai. Theo đó, cô phải gánh nhận không ít gạch đá từ dư luận. Sau khi thêm nghi án, Cường Đô La dứt khoát chia tay Hạ Vi, người đẹp lại thường đăng tải những dòng tâm trạng u buồn và oán than. Kèm theo đó là hình ảnh xuống sắc thậm tệ của mỹ nhân vạn người mê, gu thời trang thẩm mỹ bỗng nhiên hóa xấu lạ của cô, khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng, chán chường và quay lưng. Gần đây, dù đã cải thiện hình tượng của bản thân, song Hạ Vi với phong cách mới được đánh giá là không hợp, vẫn bị nhiều công chúng bình luận chê bai. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, chân dài sinh năm 1993 ngày càng xấu xí, kém sắc, kém duyên, thiếu sức sống hay giống đàn ông. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà thường xuyên được khen sexy, quyến rũ, luôn dẫn dắt xu hướng thời trang. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh làm mẫu tự do chụp tại biển ở Hội An. Không ít công chúng cho rằng, dù đã làm mẹ và đã qua tuổi 30, người đẹp vẫn sở hữu vòng một đầy đặn và gợi cảm. Liên tục status buồn, nhiều ngày qua, Hạ Vi cũng liên tiếp chia sẻ những dòng trạng thái không mấy vui vẻ. Gần đây nhất, người đẹp than thở, ai sẽ là người tẩm bổ cho tôi khi tôi đau ốm bệnh tật đây? Cảm thấy như sắp có dông bão ập đến, hoặc chia sẻ hình ảnh với dòng chữ: nỗi đau hôm nay sẽ hữu ích mai sau. Những dòng tâm trạng vu vơ nối tiếp liên tục của 9X khiến người hâm mộ tò mò chú ý, cho rằng cô lại đang chán nản giống như thất tình. Trong khi đó, Cường Đô La vẫn tỏ ra thản nhiên, không có bình luận hay chia sẻ gì đặc biệt trên mạng xã hội. Đại gia Phú Núi gần đây chỉ cho biết anh đang về nhà. Hương Giang Idol, cậu bé lập dị và hành trình chuyển giới đầy đớn đau. Phải trải qua rất nhiều buồn tủi, đau đớn, Hương Giang mới trở thành một cô gái xinh đẹp và bản lĩnh như bây giờ. Tôi phải giải phẫu để được sinh ra một lần nữa, để được là chính mình. Ngày 29 tháng 12, 1991, Hương Giang ra đời dưới hình hài một đứa bé trai, như đúng nguyện ước của bố mẹ, chứ không phải là một công chúa như lời bác sĩ dự đoán. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường ở Hà Nội, bố cô làm nghề thiết kế những tấm pano quảng cáo. Còn mẹ cô là người phụ nữ hiền lành, cả ngày chỉ quẩn quanh với bếp núc. Trước Hương Giang, bố mẹ cô có một người con gái, vậy nên khi cấn thai, cả gia đình đã rất mong đó là một bé trai, để đủ nếp đủ tẻ. Thế nhưng, khi đi khám, các bác sĩ dự đoán cô là một bé gái, nên bố mẹ cô đã chuẩn bị sẵn cái tên Hồng Hoa để đặt. Và rồi Hương Giang lọt lòng, như đúng nguyện ước đó, và được bố mẹ đặt cho cái tên Nguyễn Ngọc Hiếu. Hương Giang kể, ngay từ khi chào đời, Hương Giang đã là niềm tự hào, nhận được sự cưng chiều nhất mực của gia đình, cũng bởi hình hài con trai đó. Có một kỷ niệm về sự thiên vị của bố dành cho Hương Giang, đến từ bây giờ cô vẫn còn nhớ. Đó là khi còn nhỏ, cô hay đá dầm vào ban đêm, khiến cả nhà chăm sóc rất cực. Nhưng bố cô không la mắng mà cười và gọi đó là niềm tự hào của bố. Thế nhưng, có một điều gì đó đặc biệt diễn ra trong cơ thể cậu bé nghịch ngợm, hay phá phách, bắt nạt chị, nhưng lại luôn chạy về nhà mách mẹ mỗi khi bị các bạn trêu chọc đó. Không giống như những bé trai bình thường khác, ngay từ khi còn rất nhỏ, Hương Giang đã nghĩ rằng mình là một cô gái thật sự. Thay vì được vô tư chơi đùa như bao bạn bè ấu thơ khác, thì Hương Giang phải đối mặt với sự phát triển tâm lý khác biệt trong con người mình.
Với một đứa con gái bình thường, mọi thứ thật đơn giản, nhưng với Hương Giang thì đó là cả một sự đấu tranh gian khổ. Từ ngày bé, cô luôn phải đấu tranh chỉ để làm điều mình muốn. Từ mái tóc dài, chiếc áo dài hay thói quen thích trang điểm và quyết tâm đi theo con đường thanh nhạc với hình ảnh một nữ ca sĩ. Trong mắt mọi người, Hương Giang Idol là một cậu bé lập dị. Bố mẹ cô cũng cảm thấy khó chịu khi con trai mặc quần áo như con gái. Còn Hương Giang luôn phải cố nuốt những giọt nước mắt hoang mang, buồn tủi vào trong vì phải sống trong một thân thể không phải mình, vừa không được yêu người mà mình khao khát, vừa phải đối mặt với những rèm pha, chê bai của mọi người. Họ gọi cô là BD, coi cô như một thứ buồn cười của tạo hóa. Nhiều đêm tôi đã khóc hết nước mắt vì tủi nhục và sự dè bỉu của mọi người, Hương Giang kể trong cuốn tự truyện của mình. Và cũng từ chính những đau khổ dằn vặt đó mà Hương Giang nuôi trong mình ước mơ được chuyển giới để sinh ra một lần nữa được sống với con người thật của chính mình. Hành trình chuyển giới đau đớn đầy hạnh phúc. Trong sự, để có tiền thực hiện ước mơ làm con gái, Hương Giang đã chọn cách làm bạn với nhiều đại gia kỳ lạ. Họ thích giả gái, dù bản thân là yêu phụ nữ. Họ thích vuốt tóc Hương Giang, thích ngắm cô và dành cho cô những cử chỉ thân thiết đặc biệt. Đồng thời, Hương Giang cũng nỗ lực chạy show ca hát không ngừng nghỉ để có thêm tiền nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình. Sau đó, Hương Giang sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển giới. Khoảng thời gian một tháng ở đất nước chùa thực sự là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời Hương Giang. Vừa mới bước chân sang Thái được vài tiếng, cô đã được bác sĩ đề nghị lên bàn mổ luôn sau vài tiếng vì số tiền mình có không đủ để lưu trú lại Thái Lan quá nhiều ngày. Hương Giang từng tâm sự, trước khi lên bàn mổ, trong đầu cô luôn xuất hiện quá nhiều nỗi sợ hãi, thậm chí đã nghĩ đến cả những điều rủi ro nhất khi nhìn thấy những bệnh nhân khác đau đớn khi rời phòng phẫu thuật. Thế nhưng, trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn thân xác, khi tỉnh lại, dù cơ thể vẫn quấn băng kín mít, nhưng Hương Giang đã cảm thấy một niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Chỉ một chút nữa thôi, Hương Giang sẽ được là một cô gái thật sự, được thoải mái mặc những chiếc váy mình yêu thích, được thoải mái yêu người đàn ông mà mình luôn khao khát. Nhưng cái một chút nữa thôi đó là gần một tháng trời hậu phẫu đầy đau đớn. Hương Giang nhớ lại, đó là những tháng ngày của cháo loãng và thuốc giảm đau. Cô đau đến mức không ngủ nổi vì không thể nằm thẳng mà phải gác chân lên chứ không quay được nhiều hướng. Cô sụt đến 13 cân sau những ngày nằm viện. Đó cũng là khoảng thời gian tâm lý của cô bị xáo trộn khủng khiếp. Hương Giang kể, những ngày nằm yên một chỗ, cô nghĩ ngợi lung tung về những thứ đã qua, những nỗi sợ hãi và cả con đường mơ hồ trước mắt mình. Thậm chí có những lúc cô muốn tự tử dù chẳng có lý do gì cả. Thế rồi, khi vết mổ chưa lành hẳn, cô đã phải lên đường về nước vì số tiền mang theo người đã hết sạch. Ngày nhìn thấy con gái phẫu thuật trở về nhà, mẹ Hương Giang khóc rất nhiều. Bà khóc vì thương con, trong giây phút con được sinh ra một lần nữa, bà không ở bên cạnh. Khóc cả vì những xót xa và cả niềm hạnh phúc khi con gái của mình từ nay đã được sống với đúng giới tính thật. Và bà chính là người chăm sóc Hương Giang sau khi cô từ Thái trở về. Và cũng kể từ đó, cô gần như bắt đầu một cuộc đời mới, cuộc đời của một cô gái tên Hương Giang. Khi nhắc lại những chuyện đã qua, người ta luôn thấy Hương Giang kể lại một cách rất nhẹ nhàng, như thể cô chưa từng tủi nhục và đau đớn đến vậy. Có vẻ như cái hạnh phúc khi được trở thành một cô gái thật sự đã có sức mạnh xóa nhòa mọi đau đớn, mọi tổn thương mà cô từng trải qua. Và khi được làm lại chính mình, được xinh đẹp trong diện mạo một cô gái thật sự, Hương Giang đã tỏa sáng. Nhiều người gọi Hương Giang là ca sĩ chuyển giới đẹp nhất Việt Nam, và có lẽ ngoài việc đem đến những tác phẩm âm nhạc tới khán giả, Hương Giang còn là người đã truyền cảm hứng tới những người mang thân phận giống như cô, để họ bớt mặc cảm hơn và dũng cảm hơn trong hành trình đi tìm con người thật sự của chính mình. Xôn xao hai câu chuyện tình ông cháu bà cháu của làng giải trí châu Á. Mặc dù cả hai cặp đôi đều đang sống rất hạnh phúc, song họ phải chịu sức ép lớn từ dư luận cho sự chênh lệch tuổi tác đến vài chục tuổi. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, đó là câu cửa miệng rất quen thuộc của những người luôn ủng hộ tình yêu bất chấp mọi rào cản định kiến trong đó có tuổi tác. Làng giải trí vốn có rất nhiều đôi đủ lệch, từ ngoại hình, địa vị và khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, cách nhau cả vài chục tuổi thì là vấn đề đang được bàn cãi xôn xao trong làng giải trí châu Á. Nhạc sĩ Lý Khôn Thành và bạn gái Lâm Tịnh Ân. Đây là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Khi nhạc sĩ Lý Khôn Thành 60 tuổi yêu con gái của bản thân, cô nàng Lâm Tịnh Ân 21 tuổi. Năm 2013, sau nhiều lần ghé thăm nhà họ Lâm, vị nhạc sĩ già đã chinh phục được cô con gái nhỏ. Khi ấy, Lâm Tịnh Ân mới 17 tuổi. Ngay sau khi cặp đôi công khai tình cảm,
Cũng là lúc bố của Lâm Tịnh Ân quyết từ mặt con gái, bỏ luôn tình bạn với người bạn già của mình. Mặc sự phản đối của gia đình, dư luận thì hai người vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau. Được biết mới đây, cặp đôi này đã gặp mẹ của Lâm Tịnh Ân để bàn chuyện cưới xin, bởi lẽ cô gái trẻ đã mang bầu được vài tháng. Cả hai người hiện đã đăng ký kết hôn. Chia sẻ cuộc sống hiện tại, vị nhạc sĩ lớn tuổi cho biết thu nhập hàng tháng của ông là khoảng 100.000 tệ, tương đương là khoảng 333 triệu đồng, chưa kể còn có thêm tiền bản quyền và một số khoản thu nhập, nên có tiêu 10 năm cũng không hết. Vì vậy, Lâm Tịnh Ân có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề kinh tế và không cần phải lo lắng cho cuộc sống sau này. Tuy nhiên, những sự chỉ trích cũng như miệt thị vẫn không ngừng gửi tới cặp đôi này. Fane Thúy Hoàng và Vũ Hoàng Việt, mặc dù vẫn nhận được một lượng nhỏ công chúng ủng hộ, tuy nhiên cặp đôi này cũng phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận. Được biết, Thúy Hoàng hơn bạn trai đến vài chục tuổi. Vũ Hoàng Việt và Vane Thúy Hoàng quen nhau đã được nhiều năm, và đặc biệt, người làm quen và chủ động bắt đầu mối quan hệ tình cảm trước lại là nữ triệu phú đô la. Cả hai sau đó trở thành một cặp đôi hạnh phúc, mặc dù không gặp nhau thường xuyên, nhưng tình cảm cặp đôi vẫn phát triển rất tốt. Vane Thúy Hoàng đã giúp bạn trai tạo dựng được một sự nghiệp khá ổn định, bà luôn giúp đỡ gia đình bạn trai cũng như người phụ nữ tuyệt vời trong tình yêu. Hai người công khai tình cảm, sánh bước trong các sự kiện và chứng minh tình yêu thật sự của mình xuất phát từ trái tim chứ không phải tiền bạc hay lợi ích cá nhân. Có lẽ vì vậy mà từ nhận được sự phản đối gay gắt từ mọi phía, cặp đôi đang dần nhận được sự ủng hộ từ mọi người.